Chào các em học sinh thân mến. Và hôm nay thì thầy sẽ tổng hợp lại những cái kiến thức cơ bản của hình học 12 trong cái học kỳ 1. Thì đầu tiên thì chúng ta nhắc lại về các cái khối đa diện đều. Thì ở đây các em cần nắm cho thầy những cái khối đa diện đều sau đây. Tứ diện đều nè, hình lập phương nè, bát diện đều nè. thập nhị mặt đều nè, tức là 12 mặt đều đó và nhị thập mặt đều tức là 20 mặt đều. Thì cái loại BQ của nó lần lượt sẽ là 33, 43, 34, 53 và 35. Lúc này thì các em cũng cần nhớ thêm cho thầy về cái số đỉnh, số cạnh và cũng như là số mặt phẳng đối xứng tương ứng với lại từng cái khối đa diện đều này. Và thầy cũng đã liệt kê ở trong bảng cho các em. Cụ thể là tứ diện đều, số đỉnh là 4, số cạnh là 6, và số mặt phẳng đối xứng là 6. Tương tự như vậy hình lập phương, số đỉnh là 8, số cạnh 12 và số mặt phẳng đối xứng là là 9. Bác diện đều thì số đỉnh là 6, số cạnh 12, số mặt phẳng đối xứng là 9. 12 mặt đều, số đỉnh là 20, số cạnh là 30 và số mặt phẳng đối xứng là 15. 20 mặt đều, số đỉnh là 12, số cạnh là 30 và số mặt phẳng đối xứng là 15. Tiếp theo là các cái loại đáy mà các em sẽ thường gặp. Tam giác đều cạnh là bằng A. Thì lúc này á, đường cao của nó sẽ được tính đó là bằng A nhân căn 3 trên 2. Bán kính đường tròn ngoại tiếp thì sẽ được tính theo công thức đó là A nhân căn 3 chia 3. Và diện tích thì nó sẽ là bằng A bình phương nhân căn 3 trên 4 giới thiệu với các em một cái loại đáy cũng thường gặp nữa đó chính là tam giác vuông cân và cạnh bên nó bằng A hình vẽ thầy đã cung cấp cho các em sẵn rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cạnh quyền trong cái trường hợp đáy là tam giác vuông cân thì nó sẽ bằng là A nhân cho căn 2 bán kính đường tròn ngoại tiếp thì sẽ là bằng A nhân căn 2 chia 2 và diện tích của nó sẽ là bằng A bình phương chia 2 Tiếp theo nữa là tam giác vuông và có thêm một cái góc là 60 độ. Tỷ lệ ba cạnh nó sẽ là 1 căn 3 và 2. Bán kính đường tròn ngoại tiếp sẽ là a. Đường cao ứng với cạnh quyền là a căn 3 chia 2. Và diện tích là a bình phương nhân căn 3 trên 2. Tiếp theo là tam giác cân có đỉnh là 120 độ. Thì đường cao của nó sẽ bằng phân nửa của cạnh bên, tức là 1 phần 2 của cạnh bên. Cạnh đáy thì bằng là căn 3 nhân cho cạnh bên. Và bán kính thì nó sẽ là bằng A luôn. Và diện tích thì nó sẽ bằng đó là A bình phương nhân cho căn 3 trên 4. Tiếp tục là hình vuông có cạnh là bằng A. Như vậy là diện tích của nó thì sẽ là A bình phương. Bán kính đường tròn ngoại tiếp thì sẽ là A nhân căn 2 trên 2. Một cái hình tiếp theo, đó chính là đáy là hình chữ nhật. Với chiều dài, chiều rộng tương ứng đó là A và B. Thì diện tích của nó sẽ bằng A nhân cho B. Bán kính đường tròn ngoại tiếp là 1 phần 2 căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Tiếp theo là hình thôi, có một góc là bằng 60 độ. Thì hình này đó là cái hình ghép của hai cái tam giác đều hình ghép của hai cái tam giác cân 120 độ. Thì diện tích của cái hình này nó sẽ bằng phân nửa tích của hai đường chéo, tức là nó sẽ bằng cạnh bình phương nhân cho căn 3 trên 2. Một cái hình mà thầy cũng muốn giới thiệu cho các em đó là cái hình thang vuông đặc biệt. Ở các em quan sát trên hình vẽ. Nó được ghép bởi một cái hình vuông và một cái tam giác vuông cân. Hoặc là ghép bởi hai cái tam giác vuông cân lại với nhau và thêm hai cái hình nữa đó là cái hình nửa của lục giác đều và cái hình bình hành như cái hình vẽ đó các em có thể là tham khảo thêm. Tiếp theo là các cái hệ thức lượng trong tam giác. Ở đây thì chúng ta có hai cái loại tam giác là tam giác vuông và một cái tam giác gọi là tam giác bình thường. Thì trong cái trường hợp tam giác vuông đó chúng ta sẽ có những cái công thức được nhắc lại. Đó là BH nhân cho lại là BC thì bằng là BA bình phương. BH chia cho BC thì nó sẽ bằng là BA bình phương chia cho BC bình phương. 1 chia cho AH bình thì bằng 1 chia cho AB bình phương cộng cho 1 chia AC bình phương. Rồi AB nhân với AC thì bằng là AH nhân với BC. Rồi tăng của góc B thì nó sẽ bằng đó là đối chia kề tức là bằng AC chia cho AB, vân vân. Tương tự như vậy chúng ta có thêm một số các cái công thức về tỉ số lượng giác. Còn đối với cái tam giác bình thường đó, thì chúng ta sẽ cùng được nhắc lại một vài các công thức sau đây. Với những cái ký hiệu như là r nhỏ là bán kính đường tròn nội tiếp, r lớn là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Còn p là bằng a cộng b cộng c chia 2 đó là phân nửa chu vi thì chúng ta sẽ có những cái công thức như là định lý cosin nè, cos của góc A nè thì bằng là B bình phương cộng C bình phương trừ A bình phương chia 2 lần BC. Hoặc là công thức độ dài đường trung tuyến, ký hiệu đó là MA. Và đầu tiên thì mình tính là MA bình phương thì nó sẽ bằng là B bình cộng C bình chia 2 trừ cho A bình phương chia 4. Lúc này mình rút căn bậc 2 ra thì được độ dài đường trung tuyến. Rồi định lý sin nè. A chia sin A bằng B chia sin B bằng C chia sin C bằng 2R lớn. Rồi công thức tính diện tích nè. Thì bằng 1 phần 2 A nhân cho HA. Hoặc là có thể tính theo cái cách đó là bằng là 1 phần 2 B nhân C nhân sin A. Hoặc là bằng P nhỏ nhân cho R. Hoặc là bằng A nhân B nhân C chia cho 4R lớn. Hoặc là tính theo công thức hay rong. Tức là căn bậc 2 của P nhân cho B trừ A nhân cho B trừ B nhân cho B trừ C và các em cũng nên lưu ý là các cái trường hợp hình chớp mà các em sẽ thường gặp đó chính là cạnh bên vuông với đáy thì lúc này cái đường cao á, chính là cái cạnh bên đó rồi hai mặt phẳng cùng vuông góc với lại đáy thì lúc này cái đường cao chính là đường giao tuyến của hai mặt đó rồi một cái dạng hình mà các em thường gặp nữa đó là cái mặt bên vuông à, với cái mặt đáy thì lúc này đường cao nó là đường cao hạ từ đỉnh ếch của cái tam giác ở mặt bên đó. Và trường hợp là các cạnh bên bằng nhau, các cạnh bên cùng tạo với mặt đáy một góc bằng nhau thì lúc này cái chân đường cao á nó trùng với tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy. Tiếp theo là các em cũng cần lưu ý về kiến thức góc giữa cạnh bên và mặt đáy và góc giữa mặt bên và mặt đáy. Lần lượt thầy giới thiệu lại này. Đầu tiên là góc giữa cạnh bên và mặt đáy thì chúng ta sẽ kẻ từ chân đường cao tới giao điểm của cạnh bên với đáy nói với S như hình vẽ các em quan sát đấy còn góc giữa mặt bên và mặt đáy thì chúng ta sẽ kẻ từ chân đường cao tới giao tuyến của mặt bên với mặt đáy nói với S tiếp tục là công thức khoảng cách từ chân đường cao đến mặt xiên thì chúng ta sẽ kẻ vuông uh, hai nhát Thứ nhất là các em kẻ HI vuông góc với giao tuyến. Rồi kẻ HK vuông góc với HI. Trường hợp tiếp theo là khoảng cách từ điểm thuộc đáy cho đến cái mặt à, thẳng đứng. Đó là từ cái điểm đó đó, kem kẻ vuông góc với giao tuyến của mặt đó với đáy. À tiếp theo là cái khối lăng trụ. Chúng ta tách khối chớp ra khỏi lăng trụ. Như hình vẽ các em quan sát. Như vậy là làm việc với lăng trụ thì chỉ cần làm việc với cái hình chớp thôi. Và đặc biệt, các em cần nhớ cho thầy đó là hai cái công thức rất quan trọng đó là thể tích của khối chớp và thể tích của khối lăng trụ. Thể tích khối chớp thì V nó sẽ bằng 1 phần 3 diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Còn thể tích của khối lăng trụ thì nó sẽ bằng là diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Một cái công thức nữa mà đòi hỏi các em cần phải nắm lại cho thầy đó chính là cái công thức tỷ số thể tích. Thì ở đây thì thầy tổng hợp như là hình vẽ các em quan sát. Và đặc biệt các em chú trọng cho thầy về cái hình chớp tam giác. Thì uh, thể tích của có khối chớp là S phẩy chia cho thể tích của khối chớp S ABC. Lúc này nó sẽ bằng S A' trên S A nhân cho S B' trên S B' nhân cho SC phẩy trên c và các hình còn lại thì các em sẽ cố gắng tham khảo thêm tiếp theo là những kiến thức của chương 2 thầy giới thiệu lại cho các em về khối nón và khối trụ thì đối với khối nón á tiết diện qua trục là cái à, mặt phẳng xab góc ở đỉnh là axb cái mối quan hệ giữa đường sinh chiều cao và bán kính của mặt đáy nó sẽ là L bình phương bằng H bình phương cộng cho R bình phương. Diện tích xung quanh thì nó sẽ bằng là B nhân R nhân L. Diện tích toàn phần thì nó sẽ bằng là B R L cộng cho B nhân R bình phương. Và thể tích của khối nón sẽ được tính theo công thức đó là 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao tức là bằng 1 phần 3 R bình phương nhân H. Đối với lại là cái khối trụ, chúng ta tìm hiểu một số các cái kiến thức sau đây. Thiết diện qua trục là hình chữ nhật thì nó sẽ là 2r nhỏ nhân cho h. Thiết diện mà song song với trục là hình chữ nhật á thì sẽ là dây cung nhân với h. Mối quan hệ đó là chiều cao với đường sinh tức là h với l sẽ bằng nhau. Diện tích xung quanh thì nó sẽ là 2πrl. Diện tích toàn phần thì nó sẽ bằng là 2 b RnL cộng với 2B R bình Thể tích của khối trụ thì nó sẽ bằng là diện tích đáy nhân chiều cao Tức là bằng B R bình phương nhân H Còn đối với lại khối cầu Thì các em cần nắm à, Kiến thức sau đây Đó là thể tích của khối cầu thì bằng 4 phần 3 B R mũ 3 Còn diện tích thì nó sẽ bằng là 4B R bình Trong trường hợp mà mặt phẳng cắt mặt cầu Theo cái đường tròn Với tâm là H và bán kính là R nhỏ thì chúng ta sẽ có cái mối quan hệ đó là R lớn bình phương thì bằng là R nhỏ bình phương cộng với lại là D bình phương. D ở đây chính là khoảng cách từ tâm O cho đến mặt phẳng P.